Giá bánh mì ở châu Âu chưa bao giờ đắt như hiện nay. Chỉ riêng trong tháng 8 thì giá đã tăng gần 20% rồi ạ. Số liệu này thì vừa được Văn phòng Thống kê châu Âu công bố. Giá bánh mì trung bình tại Liên minh châu Âu trong tháng qua thì đã tăng 18% so với năm trước. Đây là mức tăng cao kể từ tháng 12 năm 2017, thời điểm mà Văn phòng Thống kê châu Âu bắt đầu thống kê dữ liệu này. Nguyên nhân là do giá bột mì trên toàn thế giới bắt đầu tăng cao từ tháng 2, thời điểm cuộc chiến Nga-Ukraine bùng nổ. Và sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng đã đẩy giá cả năng lượng và lương thực tăng cao khắp EU, đẩy mức lạm phát leo thang kỷ lục và khiến cho mức sống tăng vọt.